Cục Dân số Bộ Y tế tiếp tục đưa ra đề xuất bỏ quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ 1 đến 2 con và trao quyền quyết định số con, thời gian sinh con, khoảng cách giữa các lần sinh con cho các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại nguy cơ bùng nổ dân số khi bỏ quy định này. Vậy điều này có xảy ra hay không? Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia dưới đây. Theo Cục Dân số, quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ 1 đến 2 con đã áp dụng trong nhiều năm nay và mỗi giai đoạn lại có một chính sách khác nhau. Trong đó có việc xử phạt do vi phạm các quy định về chính sách dân số như sinh con thứ ba. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc xử phạt đối với những đối tượng sinh con thứ ba không còn phù hợp. Nước ta đang có xu thế mức sinh giảm, mặc dù chưa ở mức báo động, nhưng sẽ trở thành một vấn đề quan trọng nếu không có giải pháp can thiệp từ bây giờ. Vì vậy, việc nới lỏng quy định sinh 1 đến 2 con là cần thiết. Hiện nay chúng ta đang ở rất nhiều các cái tỉnh, thành phố, cái tỷ lệ giảm sinh nó đang ở cái xu hướng giảm. Trong cái dự luật thì chúng tôi cũng dự thảo để trình thì làm thế nào đó để các cái cặp vợ chồng, chúng tôi sẽ khuyến khích các cái cặp vợ chồng này, một là kết hôn sớm này, thế rồi sinh con sớm này, sinh đủ 2 con này, đấy. Thế và để mà làm sao đó để nuôi dạy con cho tốt. Với xu thế giảm sinh hiện nay ở nước ta, nhiều chuyên gia cho rằng, nhìn từ kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, chúng ta phải thay đổi quy định này. Tại thời điểm này, nhu cầu của nhân dân là có. Nếu cứ giữ quy định cũ, mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ 1 đến 2 con, thì sẽ đến giai đoạn không đối phó kịp. Bài học nhãn tiền là Nhật Bản, Hàn Quốc. Thực tế hiện nay cho thấy, có nhiều nguyên nhân khiến nhiều cặp vợ chồng không muốn sinh nhiều con. Nhưng bởi vì cái việc làm không ổn định, do đó là họ không đủ cái thu nhập cho bản thân họ, cho nên họ không thể có con cái được để đủ điều kiện, để họ không thể đủ điều kiện để chăm sóc con cái nếu như sinh con. Chẳng hạn như là chi phí về học tập, chi phí về dinh dưỡng, về cả cái chi phí về y tế, cả cái chi phí khác cũng sẽ tăng rất lớn, sẽ là gánh nặng. Do đó có nhiều cái gia đình là tan vỡ là vì gia đình điều kiện kinh tế khó khăn, rồi là sinh con cái ra là không đủ. Cục Dân số đang xin ý kiến đóng góp các chuyên gia, nhà nghiên cứu để có báo cáo chính thức với Bộ Y tế, sau đó báo cáo Chính phủ các giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cặp vợ chồng, những đối tượng có mong muốn sinh con để đảm bảo chất lượng dân số, giống nòi tốt nhất. Dự kiến dự thảo luật dân số sẽ được trình Chính phủ trong tháng 12 tới.